chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu với dòng loa Onkyo dạng cột có model là D205F. Có thiết kế là hai quay, hình thức rất là sang trọng và nguyên zin. Thiết kế dạng cột dễ bài trí trong cái phòng khách ha. Sử dụng cái loa bass màng lụa 12cm viền vải ha. Với thiết kế là cái chép đơm, tiếng rất sáng và rất là đậm đà ha. Thì cái loa này các bác có thể làm loa nghe nhạc hoặc là làm loa trong dàn xem phim hoặc là loa surround, nó rất là hay ha. Thì nó sẽ có cái thiết kế là hai cái lỗ thông hơi, tức là một lỗ phía trước ha và một lỗ phía sau. Đây, một lỗ thông hơi phía trước và một lỗ thông hơi phía sau. Thì cái thông số của loa như sau, là loa 6 ohm. Tần số là từ 50Hz cho tới 35kHz, công suất là 70W, độ nhạy là 86dB. Cái dòng loa này thì được sản xuất tại Malaysia. Trọng lượng của mỗi loa là 10kg, một cặp loa là nặng đến 20kg. Hai cái lỗ thông hơi. Dạng cột nhìn rất là sang trọng, thì cái lưới của nó thì còn rất là liền lạc, nhìn cũng rất là sang. Giá thì rất là tốt trong cái tầm giá này. Kích thước của nó là chiều ngang là 195mm, chiều cao là 800mm, chiều sâu là 268mm. Hình thức cũng tương đối là khá ha. Có thiết kế là màu vân cổ nhưng rất là đẹp. Lưới còn liền lạc và đẹp ha. Cái màng bằng vật liệu là màng lụa 12cm ha, viền vải, chép đơm, thì cái dòng chép này thì rất là sáng tiếng ha. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.